chào bà con cô bác nha. Thì sáng nay tranh thủ cũng đi chợ rất là sớm á, để quay lại một số hình ảnh ở chợ quê của mình á, ở chợ Chí Nhơn, để gửi đến bà con cô bác. Đây là mấy cái xe sáng người ta đi bán đồ dạo nè. Sáng giỏi, hết sức giỏi luôn không? Giỏi không? Giỏi quá. Sáng chị Hai đi cân mâm cọc hả? Cái này tới mùa nữa hả ta? Sáng chợ sớm nên bà con ít người nha. Sáng ngồi quạt cái ông địa không? Quá trời bánh nè. Ú bánh thét rồi, quá trời bánh ú luôn. Vô nhà coi cô. Coi cô Phượng bán cháo nha. Hello, chào cô Phượng. Rồi bây giờ người ta đâu có còn sử dụng khẩu trang nữa bà ơi. Ngày xưa chứ giờ đâu có sử dụng khẩu trang nữa đâu. Giờ đi ra ngoài đường có người ta không có bịch nữa, nó bình thường lại rồi. Khỏe thôi chứ bịch tối ngày ai chịu cho nổi. Kỳ quá nó không thèm ghé. Làm gì? Bịt khẩu trang kỹ quá nó sợ mình á, bởi vì thấy chả ta bình thường phải không? Sáng mình bán lăn xăng hả? Này chị Điệp đâu? Chị Điệp đâu? Bánh nấu đi, nấu nhóc luôn. Rồi bữa nay cái lăng hôm qua này ngon quá ha.
rồi quá trời cá lăng. Cá lăng xong đó mọi người ơi, chạy đi đi ăn gì chị ơi, cái đồ đó tự này tôi bữa ếch ngon quá. Quá trời cá lăng ngon hả? Quá trời cá xôn xao quá. Ở đây là đường xuống chợ Gao gần chợ cá mà không phải nhà lòng, gần người mé sông. Ôi bà sáng bán sớm hay gì. Bán rau sống à. Đây mà ba ở đây đâu mất tiêu rồi. Còn bà tám không à? Còn bà tám không mà ba đi đâu mất tiêu rồi. Dạ. Dạ, lưới đồng của chị hết sảy rồi chứ gì. Dạ. Dạ mắm đặc sản đó, ngon lắm á. Quay mắm là thấy ghiền ăn á.